Cricket Chow, sinh năm 2003. Tên thật Châu Anh là cái tên không còn quá xa lạ với các bạn trẻ. Mọi người biết đến Chow không chỉ bởi gia thế mà còn bởi sự giỏi giang của Chow, nhất là trong thành tích học tập. Theo đó, vào năm 17 tuổi, Chow đã đạt IELTS 8.0, rồi một năm sau đó cô nàng chính thức thi đỗ vào trường Đại học New York, Mỹ. Có trình độ ngoại ngữ đỉnh như vậy, nhưng Chow chưa từng flex nó. Mãi mới đây, xuất hiện trong một video của MC Khánh Vy với vai trò khách mời, Chow mới hiếm hoi thể hiện trình tiếng Anh của mình. Tại đây, cô nàng có những chia sẻ về cuộc sống của một du học sinh tại xứ sở cờ hoa. Khi vừa nghe câu chào bằng tiếng Anh của Chow, ngay lập tức Khánh Vy đã khen ngợi, "You have a beautiful English accent," tạm dịch, em có giọng tiếng Anh hay quá trời. Và trong suốt cuộc trò chuyện, khi Khánh Vy đưa ra các câu hỏi, Chow đều trả lời rất lưu loát và trôi chảy bằng tiếng Anh. Dù còn hơi run, nhưng không thể phủ nhận vốn từ và khả năng phát âm tiếng Anh của Chow đều rất tốt. Bên cạnh đó, Chow cũng tiết lộ bí quyết học tiếng Anh không thể dễ hơn của mình. Đó chính là thường xuyên xem TV show mang tên Friends. Thậm chí, Chow còn cho rằng đây một trong những là cách tuyệt vời nhất để học tiếng Anh. Bên dưới clip, rất nhiều netizen đã dành lời khen ngợi trước trình độ ngoại ngữ của nữ TikToker. Ngay cả MC Khánh Vy cũng thả tim và khen Chow giỏi lắm luôn. Chow giỏi thật sự luôn ấy. Mình thấy bạn này vừa giàu, vừa giỏi nhưng thái độ lúc nào cũng thân thiện, dễ mến và ngoan ngoãn. Bảo sao được mọi người yêu quý. Accent của Chow hay quá, đúng chuẩn.